Mình ơi, căn nhà này của vợ chồng mình vài tháng nữa thôi là sẽ hoàn thành. Cái bệnh lác ở cái làng này lại gia tăng đáng kể. Cái nhà này thì liên quan gì đến bệnh lác của người ta? Ăn thì gấp nhanh thế mà sao nghĩ lại chậm? Căn nhà mình vừa to lại vừa cao, nhiều kẻ đi qua xuyến sao lại ngước nhìn. Thế thì lác chứ còn làm sao? Thế mà cũng không hiểu. Đã bảo là làm bé bé đủ ở thôi, ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu. Ăn vào bụng thì dù có sơn hào hải vị, trứng voi, chim dời thì mấy ai đã biết. Nhưng mà mình xây căn nhà to chênh ảnh giữa làng, oai lắm chứ, ai chẳng biết. Dư giả đã đành, đằng này có một lại cố lên 10, mai kia trả nợ ốm người chứ sướng gì đâu. Của cố là của được, đời người ai chẳng nợ, nợ mới có động lực để phấn đấu chứ. Làm nhà mà nợ đầm nợ đìa, trả hết nợ khéo cũng hết đời. Đang làm nhà làm cửa sao lại nói gở mồm thế hả? Sang ngoại vay tiền đi. Sĩ dởm, thích oai, mai kia khéo cám cũng không có mà nhai đâu. Chán ăn cơm thèm ăn cháo rồi hay sao mà hôm nay phát biểu liều ghê. Ngao ơi, mẹ bảo. Mẹ bảo gì con? Vợ chồng anh chị mày làm nhà làm cửa đây, xem thế nào mà giúp đỡ đôi đồng. Thân con còn chưa lo xong, giúp đỡ cái gì? Có một ít con phải dành dụm để lấy vợ chứ. Thì lúc con lấy, vợ chồng anh chị khác trả chứ có ăn không ăn quyển đâu mà lo. Hai vợ chồng nhà đấy đều làm nông, tiền không có bao nhiêu lại còn thích làm nhà to, thích oai. Vay mượn lung tung, mai này đào đâu ra tiền mà trả. Ngao ơi, cậu thương chị với. Chị mà không vay được là về anh ấy nói không ra gì đâu. Thường cái xương chẳng còn, ông bà thích làm thế nào thì làm. Cái thằng ích kỷ thế chứ. Thôi con ơi đừng buồn, đi hỏi chỗ khác xem sao. Nhà với cửa chạy vẩy vay mượn khắp nơi. Đợt này là vợ chồng em làm cái nhà, bác thu xếp cho em mượn vài cây. Thế cây lúa hay là cây mạ? Bác cứ đùa. Cây vàng chứ lúa mạ để em về trồng vào bê tông à? Đây, có mấy chỉ giúp chú chứ lấy đâu ra mà cây với cối. Mà nhà chú có hai vợ chồng với đứa con, làm căn nhà xinh xinh đủ ở là được rồi, lại còn bày vẽ làm nhà to, chú định oai với ai? Cả đời em khéo mới làm một căn nhà, đã mất công cố thì cố một thể. Anh Hồng, ở cái nhà này anh không coi tôi ra gì đúng không? Sao mình lại nói thế? Của cải trong cái nhà này anh làm ra hết à? Mà cho vay cho mượn không nói với tôi một câu. Chú sò, chú cũng coi thường tôi vừa thôi nhá.
Dạ em đâu dám khinh. Anh Hầu là chồng tôi, chứ không phải bố đời ở cái nhà này. Mà thích làm gì thì làm, cho vay cho mượn thì phải ba mặt một lời, thuận vợ thuận chồng chứ. Em biết lỗi rồi, lần sau là em không dám thế nữa. Lại còn có lần sau nữa. Chú mang về đi. Vàng hôm nay là 5 củ một chỉ đấy. Nhưng mà lúc tôi cần, tôi đòi mà giá nó có lên thì cũng phải chịu đấy. Vâng. Thế em chào anh chị là em về. Thế nào, có vay được bên đấy xu nào không? Em cũng hỏi mấy chỗ nhưng mà không được. Tôi biết ngay mà, trông mong gì vào bên ngoại nhà cô. Đúng là cái lũ keo kiệt. Này, anh đừng có mà vơ đũa cả nắm. Thế nào là cái lũ? Có người bằng tuổi cha tuổi chú anh đấy. Đây, cô mở to cái mắt ra mà nhìn. Bên nhà tôi hé môi một cái là họ giúp đỡ nhiệt tình. Bên nhà cô thì được cái gì? Nửa viên gạch vỡ đã giúp chưa? Vì sao? Vì đâu mà lại phải đi vay mượn cho khổ ra? Tao xây cái nhà này mình tao ở à? Mày không giúp được thì biến, tự tao khác lo được. Nhà mới trả cửa, sung trướng giả tới đâu, chỉ thêm rối ren. Ngào ơi, con cho vợ chồng anh chị mượn ít đi. Con đã nói rồi, mà sao mẹ cứ nói nhiều thế nhỉ? Làm nhà làm cửa là phải tính toán trước sau, chứ không phải chạy vậy vay từng viên gạch. Ông bà ấy làm được thì làm, không làm được thì cứ bỏ đấy. Bao giờ có tiền thì làm tiếp. Con chào mẹ. Cậu Ngao ơi, nếu cậu còn coi chị là chị gái của cậu thì cậu giúp chị với. Không về lão ấy dần vật chị khổ lắm. Anh chị cũng có tuổi rồi, làm cái gì cũng phải tính toán cho chu toàn. Đằng này có bé lại còn muốn xé ra to, thì liệu mai này có được sống ấm no đủ đầy? Ấm no hay là ấm đói thì vợ chồng anh chị con khác biết liệu. Thôi, vào lấy cho chị mày vay. Anh chị uống nước đi. Dưa nhà trồng được đấy, ăn thoải mái. Dưa ngon đấy. Vâng, cả đời em mới làm căn nhà. Anh chị là giúp vợ chồng em. Anh uống nước đi. Xin nhé, cảm ơn. Dạ, dạ. Cảm ơn ông chủ. Vâng. Chú làm căn nhà được đấy. Chú làm căn nhà này là nhất nhì ở làng đấy. Vâng, em cũng cố ạ. Dạ. Đây, tôi mượn bên ngoại được một ít đây. Anh thêm thấp vào mà lo. Từ nay đừng có giày vò tôi nữa. Bữa nãy tôi nóng quá, cái khó nó bó cái khôn. Mình thông cảm. Tương lai phía trước, liệu có ngước được mặt lên, hay tứ bề bốn bên lại nợ nần,